Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình An Giang vừa tổ chức hội thao mừng xuân Giáp Thìn 2024. Hội thao gồm có các môn thi đấu, quần vợt, ném bóng chờ rổ, bước chân đồng đội, truyền bột. Hội thao không chỉ góp phần cổ vũ động viên, đoàn viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình An Giang hăng hái thi đua lao động, lập thành tích xuất sắc chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Giáp Thìn, mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 của Tổ chức Công đoàn, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết vui Tết, tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu, góp phần phát triển phong trào văn hóa thể dục thể thao của đơn vị.